Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Anphat. Có thể MSI đã quá nổi tiếng với những dòng laptop gaming và được người dùng cực kỳ tin tưởng. Nhưng không chỉ vậy, MSI cũng thành công khi sản xuất ra những chiếc laptop văn phòng, đặc biệt là dòng Modern. Mới đầu năm nay, MSI vừa cho ra mắt dòng Modern 15 với khá nhiều thay đổi để làm hài lòng người dùng. Hãy cùng mình vào video để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc laptop này nhé. Ấn tượng đầu tiên của mình khi nhìn vào chiếc laptop này là màu đen xám, vô cùng thanh lịch. Logo MSI được đặt bóng, cân đối ở chính giữa, giúp người dùng có thể dễ dàng nhận diện được thương hiệu. Bốn cạnh được bo tròn khiến tổng thể chiếc máy này trông vô cùng tinh tế, sang trọng. Chiếc laptop này được làm từ chất liệu nhôm rất chắc chắn và vậy nên nó rất nhẹ, chỉ 1,6 kg. Và độ mỏng là 18,9mm. Có thể thấy thiết kế này rất nhỏ gọn, bạn có thể mang đi mọi nơi để học tập và làm việc một cách dễ dàng, thoải mái. Rất phù hợp với những ai có nhu cầu di chuyển cao và sự linh hoạt. Mặc dù là cạnh viền mỏng nhưng vẫn được MSI trang bị một webcam HD để bạn có thể học tập và làm việc trực tuyến. Màn hình của chiếc Modern MSI 15 này có độ rộng là 15,6 inch Full HD, tần số quét lên đến 60Hz, đủ để bạn có thể học tập và giải trí trên chiếc màn hình này. Với chỉ số là 45% NTSC, cũng đủ để cho bạn có chất lượng hình ảnh khá là sắc nét và chân thật. Nếu bạn chỉ cần giải trí đơn giản, không cần quá cầu kỳ thì nó có thể đáp ứng được tất cả nhu cầu của bạn. Bên cạnh đó, điều mà mình đánh giá cao ở chiếc laptop này là phần bản lề. Bản lề được thiết kế rất là chắc chắn. Bạn có thể thoải mái gập mở. Chiếc laptop này chỉ cần bằng một tay và nó cho phép bạn gập mở được đến 180 độ. Về phần bàn phím của chiếc laptop này là bàn phím tiêu chuẩn. Phím bấm vuông vắn, hành trình phím là 1,5mm, được tối ưu hóa, độ phản hồi nhanh khiến trải nghiệm gõ của bạn cực kỳ mượt mà. Nền bàn phím còn được trang bị đèn LED để bạn có thể làm việc ngay cả trong môi trường thiếu sáng. Phần touchpad rộng rãi cho cảm ứng đa điểm, những cú vuốt chạm của bạn cực kỳ mượt mà, vậy nên bạn hoàn toàn có thể sử dụng chiếc touchpad này một cách thoải mái mà không cần chuột rời. Khi sở hữu chiếc laptop này thì bạn sẽ có Intel Core i5 1155G7, 8GB DDR4, 512GB SSD cho bạn xử lý bất cứ tác vụ văn phòng nào như là Word, PowerPoint, Excel một cách mượt mà. Bên cạnh đó thì MSI Modern 15 còn được tích hợp Intel Iris Xe Graphics để bạn có thể chỉnh sửa hình ảnh ở mức độ cơ bản. Và bạn cũng không thiếu bất cứ cổng kết nối nào với chiếc laptop này, bao gồm một cổng USB Type-C, 3 cổng USB Type-A, một cổng HDMI, một khe thẻ SD và một combo mic jack cắm tai nghe để bạn có thể kết nối và truy xuất với bất cứ thiết bị ngoại vi nào. Với dung lượng pin là 3 cell 39Wh, bạn có thể thoải mái sử dụng cả ngày mà không lo hết pin. Chiếc laptop này cũng được trang bị Wi-Fi 6 để đường truyền mạng của bạn được kết nối nhanh chóng và ổn định hơn. Có thể nói thì MSI Modern 15 là một chiếc laptop hoàn hảo từ thiết kế, rất thanh lịch, sang trọng cho đến hiệu năng vô cùng ổn định, rất phù hợp với những ai là học sinh, sinh viên hay là kế toán. Đây là một chiếc laptop văn phòng đáng mua nhất năm nay với mức giá thì cực kỳ mềm. Mình sẽ để link sản phẩm ở dưới cho bạn nào quan tâm đến chiếc laptop này nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.